cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thua lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Hoặc là chia sẻ và hy vọng. Đó, 4 cái A của con. Cái A thứ nhất là attentiveness, acceptance, accountability là trách nhiệm, chia sẻ. Và cái cuối cùng là aspiration, có nghĩa là hy vọng. Lắng động, nhận ra, chia sẻ và hy vọng. Mình lắng động là mình lắng động cái tâm trí của mình. Cái đôi khi mình lắng động mình dùng cái con tim, nhưng mà thực sự con tim nó không làm gì được cả. Mình lắng động là lắng động cả cái trí óc của mình, mình dùng tất cả những cái hay của Chúa dựng cho mình để mà mình tìm cách, giống như để chị hỏi, mình phải tìm cách xin Chúa cho mình lắng nghe một cách gọi là positive, active, lắng nghe để rồi mình biết cách xoay sở, để mình cách đặt câu hỏi, để mình cách giúp nhau, chứ ngoài lắng nghe là cứ ngồi đó lắng nghe. Rồi cái thứ hai là mình nói là nhận ra. Mình đừng có nhận ra bằng trí óc không, mình nhận ra bằng con tim. Nào cái câu hỏi này để con trả lời đó, là tôi là ai đó. Mình phải nhận ra rằng mình được dựng nên cho tình yêu, với tình yêu và trong tình yêu. Cái đó nó phải đòi hỏi cái tim rất là mạnh, chứ không phải tự nhiên mà mình đi ra học thật học rồi đi học tu đức rồi này kia nó ra đó. Trời ơi, con đi học chung với anh em chứ, anh em với con chỉ có mình tìm ra mấy cái câu bậy bạ vậy. Không phải là ai cũng đi tu mà nó ra như vậy. Mình được soi sáng, mình được Chúa giúp cho mình. Tại là cuộc đời của mình cũng vậy. Làm sao mà mình nhận ra bằng con tim của mình, bằng cái tình yêu, bằng cái niềm tin, bằng cái hy vọng của mình. Thì cái chấp nhận thì Chúa Giêsu mình biết rồi. Chúa Giêsu Ngài sanh ra chấp nhận con người mình tội lỗi, con của người mình yếu đuối. Ngài sanh ra với nhân loại của chúng ta để rồi gánh tất cả những tội lỗi của chúng ta. Thì nghe như vậy cũng được đúng không? Mình nghe như vậy thì ai cũng nói được. Thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà ngày hôm nay con muốn chia sẻ một cái hình ảnh mới. Khi mà mình nhìn thấy thánh giá, chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu thôi phải không cơ? Francisco đó, dòng Francisco đó, nó có cái thánh giá. Nếu mà quý vị mà để ý thì cái thánh giá đó không có Chúa Giêsu, nó chỉ có cây gỗ thôi. Tại sao? Tại vì mình có thể là người đóng đinh trên thánh giá. Khi mà mình đeo cái thánh giá mà không có Chúa Giêsu trên đó thì mình là người bị đóng đinh trên thánh giá. Anh đã có muốn chia sẻ một cái hình ảnh nhỏ nhỏ như vậy. Và không, nếu mà mình nhìn xa nó một chút xíu nữa mà mình nhìn thánh giá, ngoại trừ mình đặt những người mà là những cái gánh nặng cho mình thì cái đó thì đúng rồi, nhiều lắm. Ai cũng là thánh giá của tôi cả, đi đâu cũng toàn là thấy thánh giá không à. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ mình là thánh giá của người ta. Nếu bây giờ con hỏi, bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại và con hỏi bây giờ trong đây có ai mà nghĩ mình là thánh giá của người khác chưa, tay lên. Thật sự đó không phải là chỉ có vợ con hay là gia đình của mình không? Có bao giờ mình là thánh giá của người khác hay không? Ok. Và mình thường thường mình quăng thánh giá đó vào trong tòa nhà tội không à? Không, mình vứt thánh giá đó để cha bác hoặc là cha mang đi đun hay là ban đi cưa hay là gì đó. Xong rồi mình đi ra, xong rồi mình lượm thánh giá khác, mình lại bác vô nữa. Và không bao giờ mình nghĩ là mình là thánh giá của người khác. Thành ra mình trách móc không à? Mà cũng cái vì trách móc hoặc là chết con té là vừa rồi có cái chú nói là hoặc đất ném đi hoặc trì ném lại gì đó, làm cuộc đời của mình nó cứ tính toán như vậy đó.
cứ tính toán là tôi giúp cho anh như vậy mà sao anh chẳng có giúp tôi gì cả. Rồi tại sao mà tôi cứ làm được cho anh, tôi cứ những gì mà anh không có đáp trả gì cả. Rồi từ từ giết cái người đó cho thành cái giá. Thì cũng chính vì vậy mà các bạn trẻ bây giờ không có dám lấy vợ lấy chồng. Chỉ sợ đau khổ, chỉ sợ thiếu thua thẻ. Rồi mình không có giờ cho mình không có giờ vacation. Rồi tuổi trẻ của mình mất đi, rồi đợi đến 30-40 tuổi mới lấy vợ lấy chồng. 30-40 tuổi làm sao có con, được đứa xong cái đó thôi giờ con chịu nổi rồi. Trời, mới con đứa. Cái phải thắng muốn con thì lấy đi vợ đi. Thắng muốn hai ba đứa đi lấy vợ đi coi cho biết. Thì mình biết là nó không có dễ. Nhưng mà mình có khả năng thì mình cho Chúa, cho xã hội, cho giáo hội, cho thế giới. Thì mình thấy đứa con nó quá đẹp. Làm thêm đứa nữa. Nhưng mà đôi khi mà mình nhìn lại mình thấy mình hẹp hòi quá. Mình cứ cho đó là thánh giá. Thánh giá của con ấy. Nặng nề lắm cha, khó nuôi lắm. Thành ra mình không có dám. Nhưng mà con có nhớ ngày xưa cũng đi học ở dưới thời Cộng sản ở Việt Nam. Thì cũng ngoài trừ cái ông thầy lịch sử cho mình cái câu đó. Nhưng mà có một cái ông thầy Việt Địa. Ông nói một câu như vậy. Thầy không biết là tương lai nó sẽ về đâu. Nhưng mà thầy mà có một đứa con á, là thầy có một cục vàng. Ông cần biết là tương lai nó sẽ về đâu. Nhưng mà ông có một đứa con là có một cục vàng. Ông tin tưởng như vậy. Không biết ông có bao nhiêu đứa con thì không biết. Nhưng mà ông rất là tin tưởng là Chúa cho mình một cái viên ngọc, một cái cục vàng. Khi mà mình sanh ra một đứa như vậy, khi mà mình có một người bạn tri kỷ như vậy, mình hãy nhìn đó là một viên ngọc. Mẹ Teresa nói rằng, có tại vì mẹ Teresa thì cứ lo lắng cho những người đau khổ, những người HIV, những người chết. Thì người ta bảo tại sao mà mẹ Teresa lại cứ đi mang cái đau khổ thánh giá vào trong, mang cái problem không ạ? Mẹ nói là sao? It's not a problem, it's a gift. It's a gift of God. Đó là quà tặng của Thiên Chúa. Ở đây này, con thấy có nhiều các ông các bà ngày đêm mang đồ ăn đến sửa soạn nhà cho nhà chồng. Có đôi khi con nói thank you chưa đủ, cảm ơn chưa đủ. Sáng nay cũng nói thêm một lần nữa, con biết chắc là các thầy các cha ở đây cảm ơn cả ngàn lần rồi, nhưng mà con phải cảm ơn lần nữa. Thì nó quá đẹp là người ta nhìn thấy cái nhà chồng này như là một quà tặng của Thiên Chúa gửi đến cho họ, để họ có thể giúp được cái gì đó, để hy vọng các thầy các cha ở đây tu thân tích đức rồi mai mốt có thể giúp cho quý bà chị em. Mà cũng cảm thấy đôi khi mình nói không hết, mình nhận ra không hết. Để cụ thể hơn một chút xíu, tại nó không còn giờ. Con đưa ra 4 điểm của chấp nhận. Để khi mình nói đến chấp nhận là mình nói đến cái gì cụ thể, mình không có nói dài dòng. Nói dài dòng đôi khi mất giờ rồi không biết cha nói gì nữa. Nhá. Cái chấp nhận đầu tiên mà con muốn nói đến là chấp nhận là tha thứ. Okay, mình nói đến practical matter là mà chấp nhận là tha thứ cho nhau. Chấp nhận không phải là làm ngơ hay quên bán cái người đó. Tiếng Anh thường nói là Father, I can forget but not forgive. Mình quên người đó, bán đi, nhưng mà hận thù nó nằm ở trong này. I can forget that person but I cannot forgive that person. Mà nói đến cái vụ này á, con có một cái câu chuyện ở New Orleans á. Cái cô này thì con biết thân lắm, ngày xưa ở cùng cái apartment. Thì cũng chồng đi về Việt Nam. Hai mặt con rồi, hai thằng con trai lớn rồi. Thằng con lớn bây giờ cũng khoảng 27 tuổi. Thì cách đây khoảng cỡ, con nghĩ khoảng cỡ 10 năm gì đó. Chồng đi về Việt Nam, nhà tiệm nail này kia, chồng thì về Việt Nam suốt rồi. Thì cứ để vợ ở nhà. Rồi một ngày nào đó, mới
ta ra là chồng có mèo. Mèo nó sợ. Mèo gì đó, mèo nó sợ. Bồ sợ. Đúng kiểu Việt Nam. Nói bóng gió. Có mèo ở Việt Nam. Mèo rồi như có con luôn. Thì vợ bắt đầu ở bên này mới biết. Và bà nói với con này. Cô có thể tha thứ cho ông ạ. Nhưng mà ông đừng hòng bước vào cái nhà này. Ok. Dù ông nó có quỳ xuống lết từ ngoài đường vào trong cửa của cha của cô cũng không tha thứ. Luôn. Gọi là tha thứ, gọi là nói cho nó qua thôi. Dù có quỳ lết từ ngoài đường đi vào trong cửa của cô cũng không cho ông vô. Vậy ác quá. Đến mức độ như vậy. Và mình gọi là chấp nhận. Mình gọi là chấp nhận. Thì đồng ý rồi. Vừa rồi con mới về cùng cái cô đó. Thì người ta gọi là thay vì gọi tên của cô thì lại gọi tên chồng cô. Bảo tức lắm. Bảo tức lắm. Tôi cũng đừng có gọi tôi tên chồng tôi. Tại vì hai chắc là hai người không biết. Nhưng mà mình không dám tha thứ luôn. Mình nói mình chấp nhận. Mà mình nếu mà mình học được nơi Chúa Giêsu, hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Mà ông đang đắm đinh trên thập giá. Mà còn dám nói câu đó. Thì không hiểu là trong Chúa có cái gì mà Ngài có thể làm được. Chắc hẳn là có những cái điểm mà vừa rồi con nói 10 điểm mà của lắng nghe đó. Thì có thể trong đó là có những cái điểm mà những cái khuyết điểm của họ, họ không biết tha cho họ. Tại vì cái tuyệt chiêu của tha thứ, cái tuyệt chiêu của tha thứ là như thế này, không phải là mình tha cho người ta. Cái cô mà nãy con nói đó, dù có 10, 15 năm, 50 năm đi nữa mà cô vẫn cứ giữ cái hận thù của họ, của cô, thì chính cô là cái người tội nghiệp nhất. Cái nghĩ thử coi. Cái người kia người ta đã tha, người ta đã xin lỗi rồi. Mà chính mình là cái người giữ lại những cái tội lỗi của họ. Để chính mình là cái người tội nghiệp nhất. Thành ra cái tuyệt chiêu của tha thứ là tha thứ chính mình. Là làm cho chính mình được bình an. Làm cho chính mình được tự do. Làm cho chính mình được vui tươi. Thành ra ai mà có cái hận thù trong lòng, hãy bỏ đi. Để vì chính mình là đích thực, chính mình là tội nhân. Vậy chấp nhận là gì? Chấp nhận phải thực ra là tha thứ. Tha thứ chính mình. Và tha thứ chính mình thực ra rất là khó. Nếu mà nói đến tha thứ chính mình đó, có một cái cô này 20 năm về trước, 20 năm về trước cô ấy phá thai, đi xưng tội biết bao nhiêu lần. Cha tha tội rồi, nhưng mà 20 năm sau vẫn đi xưng tội cái tội đó 20 năm trước. Cảm thấy mình không tha thứ cho chính mình được, không tha thứ chính mình. Thành ra tha thứ chính mình rất là khó. Và tha thứ chính mình để làm cái gì? Để mình sống có hy vọng hơn, chứ không phải là như ngày hôm qua cái đầu tiên nói, sám hối để nên thành, chứ không phải sám hối để mà mình coi con tội của mình nó lớn cỡ nào. Chúa tha thứ tất cả. Và Chúa muốn mỗi người chúng ta sống vui, sống khỏe, sống thánh thiện, sống hy vọng. Thế nên mình đừng có dùng những cái tội lỗi của mình, cũng như cái tội lỗi của anh em, để mà phan nhau, để mà chửi nhau, để mà làm cho cái thế giới của gia đình của mình nó càng ngày càng tệ đi. Mình phải sống có hy vọng như vậy, sống rộng mở, sống tha thứ. Đó là điểm thứ nhất, chấp nhận. Và con muốn gửi cho con cái nốt của con đây là mỗi người đều có cái power hay là cái quyền tha thứ cho người khác những lầm lỗi mà họ làm gây ra cho chính mình. Không biết là mình có nhiều power hay không.